Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một thủ lĩnh Hamas đang làm việc dưới vỏ bọc nhân viên cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc ở Zai Gaza. Quân đội Israel ngày 24 tháng 10 cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Mohammed Abu Itiwi là người làm việc dưới vỏ bọc nhân viên cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine từ tháng 7 năm 2022. Itiwi cũng từng tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Người phát ngôn quân đội Israel, phó đô đốc Daniel Hagri tuyên bố, Israel đã yêu cầu các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc khẩn trương làm rõ vụ việc và tiến hành điều tra sự tham gia của các nhân viên của cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine xác nhận Itiwi là nhân viên của cơ quan này và đã bị sát hại vào ngày 23 tháng 10. Itiwi có tên trong danh sách 100 nhân viên của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, bị Israel cáo buộc làm việc cho các lực lượng vũ trang, trong đó có Hamas. Bà Juliette Thomas, giám đốc truyền thông của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết, cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine đã hồi đáp ngay yêu cầu của phía palestine và hối thúc giới chức israel cần hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine cung cấp thêm thông tin về lãnh đạo cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine có thể quyết định hành động cho đến thời điểm này cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía israel Trước đó, sau một cuộc điều tra diễn ra vào hồi tháng 8, Liên Hợp Quốc xác nhận 9 nhân viên của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine có thể đã tham gia vào vụ Hamas tập kích vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và sa thải số nhân viên này. Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine đảm nhiệm việc cung cấp giáo dục, y tế và hàng hóa cứu trợ cho hàng triệu người Palestine tị nạn tại Gaza, Bờ Tây, Jordani, Liban và Syria. Từ lâu, quan hệ giữa Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine và Israel khá căng thẳng và càng leo thang nhanh chóng trong thời gian gần đây sau khi cuộc chiến ở Gaza bùng phát. Israel từng nhiều lần lên tiếng kêu gọi giải tán Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine. Đêm ngày 24 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có thêm 5 quân nhân thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất với phong trào Hezbollah ở Liban. IDF cũng khẳng định nhóm vũ trang đối địch tiếp tục bắn nhiều đợt tên lửa dữ dội tấn công khu vực phía bắc nước này. Theo thông báo của IDF, trong số 5 quân nhân thiệt mạng có 4 binh sĩ tử vong và các cuộc đụng độ ở nam Liban ngày 23 tháng 10 binh sĩ thứ năm thiệt mạng trong hoạt động tác chiến mới nhất diễn ra vào hồi chiều 24 tháng 10. Trong số 6 binh sĩ bị thương, có 3 trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin Ả Rập, con số thương vong thực tế của IDF trong 24 giờ qua có thể cao hơn gấp nhiều lần với số liệu công bố. Trong đó, phóng viên chiến trường của truyền hình Anzaria khẳng định, chỉ riêng hai bệnh viện ở Israel ở gần khu vực biên giới với Liban trong ngày 24 tháng 10 đã tiếp nhận tổng cộng 31 binh sĩ bị thương. Về các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, IDF xác nhận nhóm vũ trang Liban đã bắn tổng cộng hơn 120 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Phần lớn số tên lửa của Hezbollah bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, IDF tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, thông lũng Bikwa ở phía đông và khu vực phía nam Liban bên cạnh đó IDF cũng đã công bố kết quả chiến dịch không kích và tấn công bộ binh vào Liban trong một tháng qua theo đó IDF đã tấn công tổng cộng 3.200 mục tiêu Hezbollah ở nam Liban trong đó có 350 kho vũ khí ngoài ra binh sĩ Israel còn thu giữ 3.200 thiết bị nổ khoảng 2.500 quả tên lửa chống tăng và đạn cối của nhóm vũ trang đối địch Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu trái ngược của nhiều đồng minh mà ông không thể mất. Khi lực lượng Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwa được cho là chủ mưu vụ sát hại ngày 7 tháng 10, 2023 và tuần trước, nhiều người ở trong và ngoài Israel hy vọng đó có thể là thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến thắng và thu hẹp quy mô hoạt động ở Gaza, với hy vọng đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhưng một tuần sau sự ra đi của Sinwa, ngày càng rõ là Israel đã sai. Nghĩ ngờ về mục tiêu cuối cùng của ông Netanyahu các đồng minh quốc tế của Israel cũng như nhiều người trong nước đang gây sức ép buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc chiến đó ngay lúc này, chỉ ra rằng vụ ám sát Sinwa diễn ra sau những thành công quân sự khác. Đáng chú ý nhất là vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Nhưng thay vào đó, ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến đấu khiến thế giới đoán ra đón non về mục tiêu cuối cùng của ông. Thủ tướng Israel đã ám chỉ rằng tham vọng của mình có thể vượt xa việc đè bẹp Hamas và Hezbollah, hai mối đe dọa cấp bách nhất mà Tenavis đang phải đối mặt. Ông cho biết vụ ám sát Nasrallah là một bước đi cần thiết hướng tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới. Quan điểm này làm dấy lên lo ngại về ý định của ông đẩy Israel vào cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Israel và Iran hiện đang ở rất gần một cuộc leo thang lớn khác sau khi Iran phóng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn vào Israel vào ngày 1 tháng 10 ông netanyahu ngay lập tức thề sẽ trả đũa nhưng ba tuần sau thế giới vẫn đang chờ xem israel sẽ làm gì tiếp theo mỹ và các đồng minh khác đã thúc giục ông netanyahu kiềm chế và tránh tấn công các tài sản hạt nhân và dầu mỏ của iran nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không thủ tướng netanyahu đã công khai tuyên bố rằng ông muốn quân đội của mình loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm của iran đang gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất đối với israel đó là hamas ở gaza và hezbollah ở miền nam liban Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở phía bắc Gaza cho thấy lý do tại sao Israel loại bỏ cả Hamas và Hezbollah là điều không thể đạt được. Quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này hai lần sau khi cả hai lần đều tuyên bố rằng họ đã đánh bại Hamas ở đó. Tuy nhiên, đầu tháng 10, IDF đã tiến vào một lần nữa sau khi tuyên bố có dấu hiệu Hamas tái xuất trong khu vực. Tương tự như vậy, nhiều tuần sau khi Israel tiến hành chiến dịch ở Liban, Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công. Hôm 21 tháng 10, một UAV phóng từ Liban đã lọt qua hệ thống phòng không Israel, đánh trúng ngôi nhà bên bãi biển của ông Netanyahu cách biên giới Liban khoảng 80 km. Áp lực trong nước Việc ông Netanyahu còn do dự chưa ký kết thỏa thuận ngừng bắn, ngay cả sau khi giành được một số chiến thắng quân sự, đã khiến nhiều người ở Israel tức giận. Các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại ông và chính phủ Israel lại tiếp tục yêu cầu một thỏa thuận với Hamas nhằm đảm bảo việc thả 101 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Avi Businski cựu cố vấn của ông Netanyahu hiện là nhà phân tích chính trị cho biết số phận của các con tin mà hàng chục người trong số đó được cho là vẫn còn sống là yếu tố quan trọng đối với di sản tương lai của ông ông cho hay nếu ông Netanyahu không thể thả thêm bất kỳ con tin nào nữa dù bằng biện pháp quân sự hay ngoại giao người ta sẽ nói rằng ông ấy đã thất bại ông Businski nói rằng nếu chiến tranh kết thúc mà không có thêm con tin hoặc thi thể nào được thả hoặc giải cứu thì có thể một số người cuối cùng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định tiêu diệt Sinwa. Ông Businski thông tin thêm và đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của Israel rằng mọi người sẽ nói, mọi người thấy đấy, Israel đã phạm sai lầm khi loại bỏ một nhân vật duy nhất mà có thể đàm phán, ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất bạn cũng có một cánh cửa nào đó để gõ. Không có động lực để chấm dứt chiến tranh. Theo các nhà phân tích, ông Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu mâu thuẫn của nhiều đồng minh mà ông không thể để mất. Chính phủ của ông dựa vào sự ủng hộ của những nhân vật cực hữu như Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, những người không hề che giấu sự thật rằng họ muốn Israel tiếp tục chiếm đóng Gaza và thậm chí còn đề xuất xây dựng các khu định cư do thái ở đó. Bà Tanzer giải thích một Netanyahu thường thấy trong 15 năm qua có lẽ sẽ hướng đến một chính phủ đoàn kết dân tộc và một thỏa thuận ngừng bắn lớn với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng đây không phải là tình hình chính trị mà chúng ta thực sự đang trải qua. Vì vậy, về mặt chính trị, với liên minh này, ông ấy không có động lực để chấm dứt chiến tranh. Bà Tanzer nói thêm rằng, một chính phủ đoàn kết dân tộc rộng lớn hơn không phải là một lựa chọn cho ông Netanyahu, vì điều đó có thể đồng nghĩa là một cuộc điều tra công khai về những thất bại dẫn đến các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 sẽ được mở ra. Ảnh hưởng từ Mỹ Trong khi đó, ông Netanyahu cũng cần cân nhắc đến những yêu cầu từ Mỹ. Chính quyền Tổng thống Biden đã nói rất rõ rằng họ muốn Israel hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Anthony Blinken vừa đến thăm Israel ngày 22 tháng 10, thúc giục Netanyahu và chính phủ của ông làm nhiều hơn nữa để xoa dịu căng thẳng, nhưng thủ tướng Israel dường như ngày càng trở nên miễn nhiễm với áp lực từ Mỹ. Chuyến đi của ông Blinken trong tuần này là chuyến thăm Trung Đông thứ 11 của ông trong một năm nhưng giống như những lần trước chuyến đi này dường như không đạt được nhiều thành quả căng thẳng vốn đã rõ ràng giữa ông netanyahu và tổng thống mỹ joe biden được cho là có khả năng tệ hơn nhiều trong tương lai gần với cuộc bầu cử tổng thống đang ở giai đoạn nước rút và si sao ông biden phải cân nhắc cẩn thận cách tiếp cận của mình đối với israel để không làm tổn hại đến cơ hội chiến thắng của phó tổng thống kamala harris Ông cần được coi là người có lập trường cứng rắn về tình hình nhân đạo khủng khiếp ở Gaza để ngăn chặn người Mỹ gốc Ả Rập và những người theo chủ nghĩa tiến bộ rời bỏ đảng của ông vì cuộc chiến mà Israel đang tiến hành ở đó. Tuy nhiên, ông cũng phải tiếp tục ủng hộ Israel để không làm phật lòng những cử tri ôn hòa và do Thái, những người mong đợi Mỹ sẽ ủng hộ nhà nước Do Thái bất kể điều gì xảy ra bà Tan Sơ phân tích, cuộc bầu cử Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cách Netanyahu nhận thức về những gì sẽ xảy ra và lưu ý rằng bất kể ai thắng cử, chính quyền Mỹ có thể gây nhiều áp lực hơn nữa lên Israel để chấm dứt chiến tranh trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ ngày bầu cử đến lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo. あ <music>